Ngũ cốc Super Mew vị Mac LANSFOODS bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh nhằm đáp ứng mong muốn về một bữa ăn tiết kiệm thời gian. Ngon miệng nhưng vẫn tốt cho sức khỏe, dinh dưỡng đầy đủ lanh phút đã mang đến sản phẩm ngũ cốc Super Mew vị Mac vô cùng giàu dinh dưỡng và thơm ngon. Sản phẩm sử dụng những nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng, đặc biệt khi chế biến không sử dụng dầu cùng chất bảo quản để đảm bảo tính clean và healthy cho sản phẩm giúp người an tâm hơn khi sử dụng. Với mỗi 50g ngũ cốc Super Milk có chứa 6g protein, 26g carbohydrate trong đó có 4g chất xơ và 7. 8 gram chất béo, giúp cơ thể nạp một nguồn năng lượng tương đương 230 calori. Người sử dụng cũng có thể dễ dàng điều chỉnh khẩu phần phù hợp chế độ ăn mà không lo lắng về việc mất cân bằng dinh dưỡng. Sản phẩm với vị matcha thanh thanh hứa hẹn sẽ mang đến một vị giác tuyệt vời khi ăn. Công dụng của sản phẩm thành phần tự nhiên, dầu chất xơ và vitamin A, B1, B3, B5, B6, B9, B12, D, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu 100% thiên nhiên gồm yến mạch, lúa mạch, dừa, dâu tây, bí ngô, đu đủ, nho, gạo lứt, sữa, táo, dứa, hạnh nhân, cung cấp nguồn vitamin và axit amin dồi dào. Lành mạnh mà thiết yếu cho cơ thể người mỗi ngày, cung cấp đa dạng và đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho bạn sự dẻo dai cả ngày dài không chứa cholesterol, hỗ trợ giảm cân, phù hợp cho người ăn kiêng, tiết kiệm thời gian chế biến và nấu nướng vào bữa sáng. Hương vị matcha thơm ngon và có lợi cho sức khỏe, thành phần của ngũ cốc siêu pơ vị matcha. Yến mạch, hạt hạnh nhân, hạt bí xanh, hạt điều, hạt hướng dương, nam Việt quất, nho khô. Mật ong, bột cacao hào hạng của Malaysia, giới thiệu thương hiệu LANSFOODS, Lanh Food là thương hiệu chuyên thực phẩm sạch an toàn chất lượng cho mọi đối tượng từ dân văn phòng đến người luyện tập thể thao. Sản phẩm đã qua chế biến, ăn liền, với 2 năm kinh doanh tại thị trường Việt Nam, Lanh đã cung cấp gần 1 triệu bữa ăn cho cộng đồng dinh dưỡng lành mạnh với nguyên liệu được chọn lọc và nhập trực tiếp tại công ty nhập khẩu uy tín.